Hello, xin chào anh em nhé. Thì hôm nay mình sẽ quay lại quá trình anh em mình hoàn thiện một khối pin cho xe Gold này, cũng như là lắp đặt cho chiếc xe Gold này luôn. Ở đây thì bên mình hôm nay sẽ làm một cái khối pin này và tới để lắp đặt cho khách hàng ở vị trí cũng khá là gần. Thì hôm nay tiền thể đây thì mình sẽ quay lại cho anh em cái quá trình bên mình hoàn thành một cái khối pin và lắp đặt vào chiếc xe này và chạy thử cho anh em xem như thế nào nhé. Về lõi pin thì bên mình sử dụng những cái lõi pin như thế này để giúp cho cái động cơ cũng như là khối pin nó có thể xả được cao hơn khi mà sử dụng những cái động cơ công suất lớn như là xe Gold này. Đấy, thì lõi pin thì bên mình sẽ đóng khung này, dán cực âm dương, dán cực âm cực dương ấy để cho khối pin nó cách điện này và đóng khung lại như thế này. Đấy, sau khi mà hoàn thành một cái khối khung này thì bên mình sẽ bắt đầu tiến hành đi kém. Bên mình sẽ là dập bằng những cái máy siêu tù cho cái mối hàn nó chắc chắn hơn. Những cái khối pin thì mình sẽ làm cực kỳ chắc chắn rồi, để đảm bảo nhất về những cái mối hàn và cái điểm xả ra ấy, thì bên mình sẽ làm rất là nhiều lớp kém để nó xả ra rất là khỏe. Tại vì khối pin này có thể giật tới 100 đến 150 A và tùy vào cái động cơ nhé, khi mà nó đề ba lên. Ở đây thì anh em có thể thấy này, về khối pin thì bên mình đã đi đường kém rất là dày, mỗi lớp thế này bên mình đi 2-3 lớp hàn bằng những máy siêu tù thế này. Đấy, những cái máy hàn siêu tù này thì nó mới hàn ngấu và khỏe được nhá. Và khi mà hàn xong ấy thì bên mình sẽ đi dây bề mét gọn gàng này và bọc phíp kiểu thế này. Đấy, bên mình sẽ cố gắng bọc chống nước nhất có thể. Ở đây thì bên mình sẽ làm bọc và kín nhất có thể, chống nước cho nó tốt nhất có thể cho cái khối pin này. Sau đấy thì bên mình sẽ bỏ vào vỏ thùng. Sau khi mà bọc kín này, tét keo chống nước hoàn chỉnh này, bên mình sẽ kê lên chèn lót và bỏ vào một cái vỏ thùng như thế này. Đấy, vỏ thùng này thì bên mình sẽ thiết kế riêng, đấy, lắp đặt vào như thế này. Đấy, và những cái khoảng trống còn lại thì bên mình sẽ chèn lót cẩn thận lại và bắt đầu tiến hành là đẩy nắp thùng lại và bàn giao tới khách hàng thôi. Cái này thì thực tế thì mình sẽ bỏ qua cái công đoạn làm này nhé. Chủ yếu là giới thiệu cho anh em về lõi pin này, sử dụng những cái công nghệ mạch như thế nào. Ở đây bên mình sử dụng là mạch Zika nha anh em. Mạch này thì có dòng xả cao, giúp cho cái khối pin thì có thể vận hành trơn tru và anh em có thể kết nối qua điện thoại được. Cái mạch Zika này thì anh em có thể quản lý pin qua điện thoại rất là ok này. Đấy, nó truyền tất cả dữ liệu về điện thoại, về tình trạng của pin, các cell pin như thế nào thì nó sẽ truyền về điện thoại cho anh em cả. Thì anh em kết nối với cái mạch này thì anh em có thể xem được tất cả những thông số. Còn ở đây là cái nút nhấn nguồn, tắt mở cái khối pin này. Khi mà vận chuyển thì mình sẽ tắt đi. Hoặc là anh em khi mà lắp đặt sửa chữa ấy, thì anh em sẽ tắt cái nguồn điện ra đi. Đấy, lắp đặt xong rồi anh em mới bật nguồn trở lại. Đấy, để tránh cái hiện tượng là chập cháy. Sau khi mà đã chèn lót cẩn thận bốn góc xung quanh rồi thì mình sẽ tiến hành là nẹp cái khung này lại để tránh cái quá trình mà khi mà xe di chuyển ấy, khối pin nó nhô lên nhô xuống hoặc là nó di chuyển lệch sang trái sang phải ấy, thì bên mình chèn lót trên xuống hai bên các thứ nó thật là đàng hoàng lại. Đấy, chỉnh chu lại thì bắt đầu mới tiến hành là đóng nắp lại. Trước khi đóng nắp ấy thì bên mình sẽ test một lớp keo xung quanh cái hộp này nữa một lần nữa này để nó đảm bảo nhất về cái khoản là nước nôi. Cái này là rất là e ngại về khoản nước nôi nhá, mặc dù là nó nằm ở trong khung xe nhưng bên mình vẫn phải làm kín về phần nước để nó đảm bảo nhất về là tránh nước và chống nước anh em ạ. Rồi ok, thì sau khi mà khối pin đã làm hoàn chỉnh xong xuôi đấy thì là bên mình sẽ thiết kế cho khách hàng là dây đầu tải ra này, dây sạc vào này. Cái này đầu tải ra thì bắt trực tiếp vào nhé. Đây là dây sạc, bên mình sẽ thiết kế một cái hộp sạc riêng cho khách hàng. Ở đây khách hàng đặt là sạc nhanh 20A. Thì bên mình sẽ thiết kế một cái hộp sạc riêng anh em ạ. Tại vì là cái sạc nhanh mà anh em mua 20A trên thị trường ấy thì nó rất là đắt. Thì bên mình làm cái hộp này thiết kế riêng cho khách hàng luôn, nạp ra nạp vào. Đấy, thì đây là bên mình sẽ thiết kế dây đàng hoàng này. Đấy, bây giờ thì như vậy là khối pin đã hoàn chỉnh rồi. Bây giờ mình chỉ cần test qua máy và mình sẽ tiến hành là đưa bàn giao tới khách hàng. Đấy, hôm nay thì anh em mình sẽ chở những cái khối pin này để tới khách hàng và lắp đặt cho khách hàng. Cái này thì bên mình sẽ vận chuyển, cái này tùy nhá, một số anh em gần thì bên mình sẽ vận chuyển tới nơi và lắp cho anh em được. Còn một số anh em xa mà muốn bên mình lắp là thì bên mình sẽ hỗ trợ cho anh em, cũng như là chi phí để mà anh em mình tới đây lắp ấy, thì bên mình sẽ báo giá cho khách hàng luôn. Đấy, ví dụ như anh em làm số lượng lắp lớn thì bên mình sẽ báo giá cho khách hàng và kèm theo kinh phí lắp đặt. Thì bên mình sẽ báo giá khi anh em cần mua hàng thì anh em có thể hỏi luôn nhé. Hôm nay thì bên mình tiền chuyến lắp cho 1-2 khách hàng luôn. Nên là bên mình sẽ đi lắp ở khách hàng miền Bắc. Chỗ này thì khu vực nó sẽ lân cận một số khách hàng bên mình lắp đặt. Nên là bên mình sẽ tuyển chuyến chở luôn, lắp đặt miễn phí cho khách hàng này luôn. Đấy, tiền thể mình sẽ quay lại video cho anh em xem luôn. Rồi, ok thì hiện tại bên mình đã tới nơi để lắp đặt được rồi. Thì ở đây khách hàng đang sử dụng tạm 4 cái bình 12V 20Ah. Thì mình thấy là khách hàng bảo là vẫn chạy phà được bằng những cái bình này thì chứng tỏ cái động cơ này thì nó cũng chưa gọi là cao quá, thì nó cũng khoảng trong tầm 2.000-3.000 W đấy cho những cái xe này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ là xem xét lại xe này, tính toán lại về để đặt khối pin này vào bên trong.
Đấy, sau khi mà đã đặt được cái khối pin nó cố định vào bên trong rồi ấy, thì anh em mình sẽ tiến hành đi dây, đấu dây tàm để cho khách hàng test thử cái đá. Cái này thì khách hàng bảo là sẽ là giòn lại cái khu vực này và làm nó kín nước. Tại vì là một số cái khoang động cơ ấy thì nó vẫn bắn lên khối pin được. Khi mà anh em chạy, anh em có thể để ý này. Đấy, cái động cơ thì nó vẫn là đang trơ trùi xuống, nhìn xuống được ở dưới mặt đất. Thì khách hàng bảo là đóng một cái hộp, đóng một cái thùng gỗ nó vừa với cái khoang trống đấy để bỏ vừa cái khối pin này bên trong. Ở đây thì anh em mình đang đấu dây để test thử cho khách hàng này. Với cái động cơ này thì nó chỉ còn tầm hơn 2000 W thôi anh em ạ. Tức thì nó lên khoảng tầm 100-130 A thôi. Đấy, còn mà chạy bình thường thì nó chỉ rơi khoảng tầm 17 đến 40-50 A thôi. Đấy, nên là lắp cái khối pin này của bên mình thì chạy cũng quãng đường cũng khá là ok đấy. Ở đây thì mình đang test thử với khách hàng. Đấy, chạy thử xem thế nào. Con này là cái con động cơ giảm tốc nên là cái lực đề ba của nó ban đầu ấy thì nó cũng không quá cao anh em ạ. Tầm 130 A là cao nhất ở cái thời điểm mình đang test thử cho anh em ấy. Thì mình sẽ quay làm vài cái thông số khi test thử và khi chạy thử cho anh em xem luôn. Khi nó kéo lên ấy, khi nó kéo lên nó giật lên cái dòng tiếp thị đấy, anh thấy đấy. 94 trăm mấy cơ thôi. Ok, thì như vậy là bên mình đã hoàn thiện cho khách hàng một cái khối pin cho chiếc xe Gold này. Hiện tại thì bên mình đang hướng dẫn khách hàng tải app để kết nối với điện thoại để xem những cái thông số ở trên điện thoại. Và anh em mình sẽ tiến hành về thôi. Cái này thì anh em nào mà muốn đóng xe kiểu thế này hoặc là những cái thể loại như là xe Gold thế này này, xe du lịch hay là xe tự chế, anh em cần liên hệ đóng pin thì có thể liên hệ cơ sở bên mình nhé. Bên mình sẽ làm và tiến hành báo giá cho anh em về những cái dung lượng pin cho anh em luôn. Anh em cần thì có thể liên hệ bên mình nhé. Ngoài ra thì bên mình cung cấp cho anh em những cái tổ hợp pin năng lượng mặt trời này. Đây là những tổ hợp pin lưu trữ điện năng lượng mặt trời. Anh em cần những cái thể loại pin năng lượng mặt trời từ 12 đến 48V cho những hệ lưu trữ năng lượng mặt trời thì anh em có thể liên hệ bên mình. Hoặc là đây là những cái tổ hợp pin cho những cái xe điện khác nhau này. Những cái xe điện như là 60V, 48V hoặc là những cái tổ hợp pin cho những cái xe điện, xe đạp điện, xe máy điện này thì anh em có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại mình để ở chỗ góc màn hình. Thì bên mình sẽ báo giá chi tiết cho anh em nhất có thể về những thể loại pin như xe 4 bình, 5 bình hoặc là xe 6 bình, 72V. Thì anh em cứ nhắn tin hoặc là gọi trực tiếp số điện thoại mình để ở chỗ màn hình nhé. Nếu anh em không gọi được thì anh em cứ nhắn tin cho mình qua số Zalo nhé. Mình sẽ báo giá cho anh em sớm nhất có thể. Còn bây giờ anh em muốn mình đóng những cái thể loại pin gì hoặc là muốn mình làm những thể loại pin như thế nào, anh em có thể liên hệ trực tiếp. Tại vì ấy thì một ngày mình nhận rất là nhiều cuộc điện thoại nên là nhiều khi mà anh em gọi điện ấy thì mình không thể nghe được. Những cái thời gian nghỉ ngơi mà anh em còn gọi cho mình thì mình cũng không thể nghe được anh em ạ. Thì anh em cứ nhắn tin cho mình qua Zalo ấy thì mình sẽ cố gắng rep sớm nhất có thể cho anh em để tránh mất thời gian của anh em. Đấy, thì anh em có thể liên hệ mình để mua những cái tổ hợp pin như pin xe điện này, những cái tổ hợp pin lưu trữ điện năng lượng mặt trời này, điện cho xe 4 bình các thứ, thì anh em có thể liên hệ số Zalo mình để ở chỗ góc màn hình nhé. Bây giờ chào anh em nha.